Thi Thiên 44. Lạy Đức Chúa Trời, tai chúng con có nghe tổ phụ chúng con đã thuật lại công việc Chúa đã làm trong đời họ từ nghìn xưa. Chúa dùng tay mình đuổi các dân đi, nhưng cho tổ phụ chúng con định cư ở đó. Chúa làm cho các dân điêu tàn, nhưng lại khiến cho tổ phụ chúng con thịnh vượng, vì họ chẳng nhờ gươm đao mà được sứ, cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà thắng trận, nhưng nhờ bàn tay phải của Chúa, cánh tay và ánh sáng mặt Chúa, vì Ngài yêu thương họ. Chính Ngài là vua và Đức Chúa Trời của con, xin ban lệnh giải cứu cho Gia-cốp. Nhờ Chúa, chúng con sẽ đẩy lui quân thù, nhân danh Chúa, chúng con dày đạp kẻ thù. Vì con không nhờ cậy cây cung, thanh gươm con cũng sẽ chẳng cứu con đâu. Nhưng Chúa đã cứu chúng con khỏi kẻ thù, làm cho những kẻ ghét chúng con bị hổ thẹn. Chúng con đã ca ngợi Đức Chúa Trời suốt ngày, và sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời. Nhưng nay Chúa đã từ bỏ chúng con, làm cho chúng con bị sỉ nhục. Chúa chẳng còn đi ra trận cùng quân đội chúng con nữa. Chúa khiến chúng con thối lui trước kẻ thù, và kẻ ghét chúng con cướp đoạt chiến lợi phẩm. Chúa làm chúng con giống như chiên bị đem đi làm thịt, và khiến chúng con tan lạc trong các nước. Chúa đã bán dân Chúa với giá rẻ mạt, coi họ chẳng giá trị gì. Chúa làm chúng con thành vật ô nhục cho kẻ lân cận chúng con, làm trò cười và là kẻ đáng khinh cho những người chung quanh. Chúa làm cho chúng con thành tục ngữ giữa các nước. Trong các dân, ai thấy chúng con cũng lắc đầu. Suốt ngày sự sỉ nhục ở trước mặt con, sự xấu hổ bao phủ mặt con, vì tiếng sỉ nhục mắng chửi của kẻ thù và kẻ báo oán. Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng con, nhưng chúng con không quên Chúa, cũng không phản bội giao ước của Chúa. Lòng chúng con không thối lui, bước chúng con không lạc khỏi đường lối Chúa. Dù vậy, Chúa đã chà nát chúng con trong chỗ chó rừng, bao phủ chúng con bằng bóng chết. Nếu chúng con có quên danh Đức Chúa Trời chúng con, hoặc giơ tay hướng về một thần lạ, Đức Chúa Trời sẽ không khám phá ra sao, vì Ngài biết thấu nơi bí mật của lòng. Thật, vì Chúa mà chúng con bị giết hại suốt ngày, chúng con bị kể như chiên đem đi làm thịt. Chúa ơi, xin tỉnh thức, sao Chúa ngủ? Xin trỗi dậy, đừng từ bỏ chúng con mãi mãi. Vì sao Chúa giấu mặt? Sao Ngài quên cơn hoạn nạn và cảnh áp bức của chúng con? Vì linh hồn chúng con bị vùi dưới bụi tro, thể xác chúng con nằm bẹp dưới đất. Xin Chúa trỗi dậy mà giúp đỡ chúng con. Xin cứu chuộc chúng con vì lòng nhân từ của Ngài. 2 Timôthê đoạn 2. Vậy hỡi con, hãy nhờ ân điển trong Đấng Christ Giêsu mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng, hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính dũng cảm của Đấng Christ Giêsu. Không một người lính nào đang làm nhiệm vụ mà còn vướng víu việc đời, vì mục tiêu của người ấy là làm vừa lòng người chiêu mộ mình. Cũng vậy, một vận động viên sẽ không được lãnh mão miệng nếu không tranh tài đúng luật lệ. Người nông dân làm lụng khó nhọc thì phải được ưu tiên hưởng hoa lợi. Hãy suy nghĩ điều ta nói, vì Chúa sẽ ban cho con sự hiểu biết trong mọi việc. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ thuộc dòng dõi David. Ngài đã sống lại từ cõi chết theo như tin lành mà ta rao giảng. Vì tin lành đó mà ta bị bạc đãi đến nỗi mang xiềng xích như một tên tội phạm. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không bao giờ bị xiềng xích. Vì nên, vì những người được chọn, ta cam chịu mọi sự để họ cũng nhận được sự cứu rỗi trong Đấng Christ Giêsu với vinh quang đời đời. Lời này là chắc chắn. Nếu chúng ta đã chết với Ngài thì cũng sẽ sống với Ngài. Nếu chúng ta chịu gian khổ thì sẽ cùng cai trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta thất tín thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối bỏ mình được. Hãy nhắc nhở họ những điều này
Trước mặt Đức Chúa Trời, hãy khuyến cáo họ phải tránh sự tranh cãi về chữ nghĩa. Đó là điều vô bổ, chỉ làm tổn hại cho người nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời chân lý. Hãy tránh những lời nhảm nhí phàm tục, vì những kẻ ăn nói như thế sẽ càng ngày càng tiến sâu vào con đường không tin kính, và lời nói của họ như chứng hoài thư lây lan. Trong số đó có Himene và Philet. Họ đi chạch khỏi chân lý khi nói rằng sự sống lại đã qua rồi. Họ làm đảo lộn đức tin của một số người. Tuy nhiên, nền tảng vững chắc của Đức Chúa Trời vẫn đứng vững, với lời được ấn chứng rằng Chúa biết những người thuộc về Ngài, và người nào kêu cầu danh Chúa thì phải tránh xa điều bất chính. Trong một ngôi nhà lớn, không chỉ có bình bằng vàng, bình bằng bạc, mà cũng có bình bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng vào việc sang, thứ thì dùng vào việc hèn. Vì vậy, nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành. Hãy tránh xa những dục vọng của tuổi trẻ và theo đuổi sự công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người kêu cầu Chúa bằng tấm lòng thanh sạch. Hãy từ chối những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn, vì như con biết, chúng chỉ sinh ra sự cãi cọ mà thôi. Đệ tớ của Chúa không được ham tranh cãi, nhưng phải thân thiện với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã, mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý và tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ, vì họ đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý nó. Ê-sai đoạn 41. Hỡi các hải đảo, hãy im lặng trước mặt ta. Hãy để các dân tộc nhận lấy sức mới. Hãy để chúng đến gần và lên tiếng. Chúng ta hãy đến gần nhau để phán đoán. Ai đã khiến một người nổi lên từ phương đông, lấy sự công chính gọi người đến bên chân mình? Ngài phó các nước trước mặt người, khiến người chinh phục các vua. Ngài phó họ cho lưỡi gươm của người như bụi đất, và phó họ cho cây cung của người như rơm rác bị gió lùa đi. Người truy đuổi họ và vượt qua con đường người chưa hề đặt chân đến mà vẫn bình an. Ai đã thực hiện và hoàn thành việc đó? Ai đã kêu gọi các thế hệ từ ban đầu? Ấy chính là ta, Đức Giê-hô-va, đấng đầu tiên và cuối cùng. Các hải đảo thấy và khiếp sợ, các nơi tận cùng cõi đất đều run rẩy. Chúng đều lại gần và tiến đến. Ai nấy giúp đỡ người lân cận và bảo anh em mình hãy can đảm lên. Thợ chạm khuyến khích thợ bạc, thợ gò khuyến khích thợ rèn. Họ nói về mối hàn rằng thế là tốt, rồi dùng đinh đóng để tượng khỏi lung lay. Nhưng hỡi Israel, con là đệ tớ ta, hỡi Gia-cốp là kẻ ta đã chọn, các con là dòng dõi của Abraham bạn ta. Ta đã nắm lấy con từ tận cùng cõi đất, gọi con từ các miền xa xăm, và bảo con rằng con là đệ tớ ta. Ta đã chọn con, không từ bỏ con. Đừng sợ vì ta ở với con, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời của con. Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ, phải, ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của ta mà nắm giữ con. Này, mọi kẻ nổi giận cùng con sẽ hổ thẹn và bị sỉ nhục. Những kẻ nổi lên chống nghịch con sẽ trở nên hư không và bị diệt vong. Con sẽ tìm những kẻ gây hấn với con, nhưng không tìm thấy chúng. Những kẻ tranh chiến với con sẽ bị diệt sạch và không còn gì cả. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, đấng nắm giữ tay phải con, và phán với con rằng đừng sợ, chính ta sẽ giúp đỡ con. Hỡi sao bọ Gia-cốp, đừng sợ. Hỡi những người Israel, chính ta sẽ giúp đỡ con. Đức Giê-hô-va phán vậy, đấng cứu chuộc con là đấng thánh của Israel. Này, ta sẽ khiến con làm dụng cụ đập lúa, vừa mới vừa sắc bén và có nhiều răng. Con sẽ dày đập và nghiền nát các núi, làm cho các đồi trở nên như rơm rác. Con sẽ rê chúng và gió sẽ đùa chúng đi.
một cơn gió lốc sẽ làm chúng tan tác, nhưng con sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va và sẽ tự hào trong Đấng Thánh của Israel. Những người nghèo nàn và thiếu thốn tìm nước uống mà không được. Lưỡi họ khô vì khát, nhưng ta là Đức Giê-hô-va sẽ nhậm lời họ. Ta là Đức Chúa Trời của Israel sẽ không từ bỏ họ. Ta sẽ khiến sông chảy ra trên các đồi trọc và suối trào lên giữa các thung lũng. Ta sẽ biến hoang mạc thành ao hồ và đất khô thành các nguồn nước. Ta sẽ đặt trong hoang mạc cây bá hương, cây keo, cây sim và cây ô liu. Ta sẽ trồng nơi đồng hoang cây tùng, cây sam và cây hoàng dương chung với nhau, để mọi người xem thấy và biết, cùng nhau suy ngẫm và hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm điều ấy, Đấng Thánh của Israel đã dựng lên nó. Đức Giê-hô-va phán: Hãy trình bày vụ kiện của các ngươi. Vua của Gia-cốp phán: Hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi. Hãy để chúng đến gần và nói cho chúng ta biết điều sẽ xảy đến. Hãy nói cho chúng ta những điều đã có từ trước, để chúng ta suy nghiệm và biết kết cục của nó, hoặc nói cho chúng ta biết những gì sắp xảy đến. Hãy nói những việc sẽ xảy đến sau này, để chúng ta biết các ngươi là thần. Cũng hãy ban phước hoặc giáng họa, để chúng ta cùng nhau thấy và kinh ngạc. Này, các ngươi chẳng ra gì, việc các ngươi làm cũng là vô ích. Kẻ chọn các ngươi thật đáng ghê tởm. Ta khiến một người từ phương Bắc nổi lên, và người đã đến. Người kêu cầu danh ta từ phía mặt trời mọc. Người sẽ giẫm lên những kẻ cai trị như giẫm lên bùn đất, như thờ gớm nhòi đất sét dưới chân. Ai đã nói cho chúng ta biết điều đó từ ban đầu? Ai đã rao ra từ trước để chúng ta nói người ấy đúng? Nhưng chẳng ai rao, chẳng ai báo cả, cũng chẳng ai đã từng nghe tiếng các ngươi. Chính ta là đấng đầu tiên đã phán với Sion: Này, chúng ta đây. Và ta sẽ sai một sứ giả báo tin lành đến Jerusalem. Ta nhìn xem nhưng chẳng có ai cả. Trong số họ không có một cố vấn, để khi ta hỏi, họ có thể đáp một lời: Này, tất cả họ chỉ là hư ảo. Công việc của họ là vô giá trị. Tượng đúc của họ là hư không như làn gió thoảng. Ê-sai đoạn 42. Đây là đầy tớ ta, người mà ta nâng đỡ, là người mà ta đã chọn và linh hồn ta hài lòng. Ta đã đặt thần ta trên người, và người sẽ bày tỏ công lý cho các nước. Người sẽ chẳng kêu la, cũng chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. Người sẽ không bẻ cây sậy đã dập, và chẳng tắt tim đèn gần tàn. Người sẽ lấy đức thành tín bày tỏ công lý. Người sẽ không mòn mỏi, không ngã lòng cho đến khi thiết lập xong công lý trên mặt đất. Các hải đảo sẽ trông đợi luật pháp người. Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đấng đã dựng nên và dương các tầng trời ra, đã trải rộng mặt đất cùng với mọi vật ra từ nó. Đấng ban hơi sống cho dân trên đất và ban thần linh cho người bước đi trên đó. Ngài phán: Ta là Đức Giê-hô-va, ta đã gọi ngươi trong sự công chính. Ta sẽ nắm tay ngươi và gìn giữ ngươi. Ta sẽ lập ngươi làm giao ước của dân, làm ánh sáng cho các nước, để mở mắt cho người mù, đem tù nhân ra khỏi ngục, kẻ ngồi trong chốn tối tăm ra khỏi nhà giam. Ta là Đức Giê-hô-va, đó chính là danh ta. Ta không nhường vinh quang ta cho ai khác, cũng không nhường sự ca ngợi ta cho các tượng thần. Này, những việc trước đây đã xảy ra, nay ta lại báo cho các ngươi những việc mới. Ta cho các ngươi biết trước khi nó xảy ra. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, bài hát ca ngợi Ngài từ nơi tận cùng cõi đất. Hỡi những người đi biển, cùng mọi vật trong biển, các hải đảo cùng cư dân của nó. Hãy gầm thét lên, hoang mạc cùng các thành trong nó hãy cất tiếng lên. Các làng kê đa sinh sống cũng vậy. Cư dân Sê-la hãy vui mừng ca hát, hãy reo hò từ trên các đỉnh núi. Hãy dâng vinh quang cho Đức Giê-hô-va và loan báo sự ca ngợi Chúa nơi các hải đảo. Đức Giê-hô-va sẽ đi ra như một dũng sĩ, như một chiến binh lòng đầy nhiệt huyết. Ngài thét lớn, hô to xung trận, và Ngài sẽ đánh bại các kẻ thù mình. Ta giữ yên lặng đã lâu, ta đã nín lặng, ta đã tự kiềm chế,
Nhưng bây giờ ta rên la, nói hổn hển, thở chẳng ra hơi như đàn bà sinh đẻ. Ta sẽ tàn phá núi đồi, làm cho mọi cỏ cây đều khô héo. Ta sẽ biến sông ngòi thành hải đảo, làm cho các ao hồ đều khô cạn. Ta sẽ dẫn người mù đi trên đường chưa quen, dắt họ trên các nẻo chưa biết. Ta sẽ biến bóng tối trước mặt họ thành ra ánh sáng, những chỗ gồ ghề trở thành bằng phẳng. Thật, ta sẽ làm những điều này và sẽ không từ bỏ họ. Còn những kẻ tin cậy các tượng thần, nói với các tượng đúc, các ngài là thần chúng tôi, đều sẽ quay lưng lại và hoàn toàn xấu hổ. Hỡi những kẻ điếc, hãy lắng nghe. Hỡi những kẻ mù, hãy nhìn và thấy. Ai là người mù nếu không phải là đầy tớ ta? Ai là người điếc như sứ giả mà ta đã sai đi? Ai là người mù như một người tận hiến của ta, hoặc mù như đầy tớ của Đức Giê-hô-va? Ngươi thấy nhiều điều mà chẳng lưu tâm, ngươi có tay mở ra mà không nghe gì cả. Đức Giê-hô-va vui lòng vì sự công chính Ngài, làm cho luật pháp được tôn trọng và vinh quang. Nhưng ấy là một dân bị cướp giật và tước đoạt, tất cả đều mắc bẫy trong hang và bị giam trong ngục. Họ trở thành chiếm lợi phẩm mà không ai giải cứu, trở thành vật bị cướp đoạt mà chẳng ai nói rằng hãy trả lại. Ai trong các ngươi là người lắng nghe điều này? Ai sẽ chú ý để hiểu những việc xảy ra về sau? Ai đã phó Gia-cốp cho sự cướp bóc và phó Israel cho kẻ tước đoạt? Chẳng phải là Đức Giê-hô-va, đấng mà chúng ta phạm tội nghịch cùng Ngài sao? Vì không ai muốn đi theo đường lối Ngài, chẳng tuân giữ luật pháp Ngài. Thế nên Chúa đã trút cơn giận phừng phừng và chiến tranh khốc liệt trên nó. Lửa cháy chung quanh mà nó không hiểu, lửa thiêu đốt nó mà nó chẳng quan tâm.